Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020. Mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải, ai đã cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đến nay thì công luận đều chứng kiến nhiều căn cứ chứng minh rằng Hồ Duy Hải có thể ngoại phạm. Hải không giết người nhưng đã bị giam giữ oan suốt 12 năm trong vùng biệt giam của tử tù. Những sai phạm tố tụng nghiêm trọng kéo dài có tính chất liên quan từ quá trình điều tra và truy tố cho đến xét xử, sơ thẩm, phúc thẩm. Rồi mới đây là giám đốc thẩm cũng không hề thay đổi. Báo chí đã công bố hàng loạt các bút lục, hình ảnh tại hiện trường cụ thể để cho thấy rằng bản chất vụ án hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên, hung thủ đích thực chưa được chứng minh và những âm mưu che đậy cho hung thủ đã lộ ra với các thủ đoạn tiêu hủy chứng cứ, hồ sơ như con dao, cái thớt, tờ báo, chiếc ghế, dấu vân tay và nhiều bút lục vụ án với lời khai quan trọng của nhân chứng. Những sai phạm trong tố tụng này đủ có dấu hiệu cho là tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. Lẽ ra cơ quan chức năng phải khởi tố vụ án này từ rất lâu. Đây là hình ảnh luật sư Trần Hồng Phong vào ngày 27 tháng 5 năm 2020 vừa gửi đơn kiến nghị đến Giám đốc Công an tỉnh Long An những phát hiện mới. Đó là sự biến mất của 6 bút lục, trong đó có 4 bút lục là lời khai của anh Đinh Văn Còi, Lê Thanh Chí, 2 bút lục là lời khai của anh Nguyễn Thanh Long. Có đó, việc rút hồ sơ và các bút lục này sẽ làm sai lệch hồ sơ vụ án. Gia đình Hồ Duy Hải đã cung cấp rất nhiều căn cứ để chứng minh kèm theo đơn và yêu cầu khởi tố tội làm sai lệch hồ sơ vụ án từ năm 2017, nhưng bị các cơ quan chức năng làm lơ và im lặng. Mới hôm qua, nhà báo Trương Huy San trên trang Facebook có 310.000 người theo dõi của ông đã đưa ra lời kêu gọi với hai câu yêu cầu rất cụ thể là: Viện Kiểm sát nên xem xét các dấu hiệu cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án và nên đưa ngay Hồ Duy Hải ra khỏi các trại giam của Công an Long An. Facebook Lê Thế Thắng cũng đưa ra bài viết ngắn với tựa đề nên thay đổi biện pháp giam giữ Hồ Duy Hải, nội dung như sau. Những bản ảnh chưa từng được công bố suốt 12 năm nay, lúc khám nghiệm hiện trường vụ án cổ voi cho thấy tất cả hung khí đều thu thập đầy đủ và nguyên dấu máu, đương nhiên cả dấu tay của hung thủ. Thực tế này đã và đang đưa vụ án đi đến ngã rẽ không thể quay đầu lại. Giờ đây, tôi không tin có kẻ nào dù ở cương vị cao đến đâu dám khẳng định các sai sót khổng lồ đó là không phải là dấu hiệu của một hành động cố tình làm thay đổi nội dung vụ án và kết quả là dẫn đến những sai sót chết người. Kẻ nào muốn kết án Hồ Duy Hải chỉ còn mỗi cái phao là các lời khai của cậu ấy. Đây cũng có thể là lúc họ dồn các nỗ lực cuối cùng để tấn công một thanh niên trẻ đã phải sống trong tình trạng bị cô lập trong suốt hơn 12 năm, bao gồm ép cung, mớm cung, đe dọa, khủng bố và nhiều thứ khác nữa. Biến nạn nhân thành một người tự kỷ ám thị hoàn toàn và hoàn toàn tin tưởng mình là kẻ giết người. Vì vậy, cần phải tạm thời thay đổi biện pháp giam giữ Hải nếu các điều kiện pháp lý chưa đủ để tạm tha. Bộ Công an cần trích xuất bị can đến một cơ sở giam giữ khác ngoài phạm vi của Công an Long An để ngăn chặn các nỗ lực đó, nếu có, của Công an Long An có thể đưa vụ án đến những bế tắc mới. Và một trong những việc cần làm ngay đó là khởi tố một vụ án khác là cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án. Facebook Lê Thế Thắng đã đưa ra kết luận như vậy. Đây là hình ảnh lời khai của nhân chứng Đinh Văn Thường ghi nhận rằng anh không nhận dạng được người thanh niên tại bưu điện cổ voi và không được mời tham dự phiên tòa. Trong khi cáo trạng ghi rằng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy bị can Hải đang ngồi trong bưu điện Thủ Thừa, tức bưu điện cổ voi. Đây là căn cứ rõ ràng khẳng định rằng cáo trạng đã tùy tiện thay đổi lời khai của nhân chứng, bóp méo sự thật. Bởi người ngồi trong salon với Hồng là một thanh niên khác hẳn đã được nhân chứng Đinh Văn Còi và Lê Thanh Chí nhận diện. Trong loạt bài của tờ Thời báo .de, nếu các bạn theo dõi cũng thấy hàng loạt các sai sót như sau. Các bút lục bị thất lạc như lời khai của thiếu tá Đinh Văn Còi, của anh Nguyễn Thanh Long, chồng người bán trái cây, việc ghi sai lời khai của nhân chứng Đinh Vũ Thường để gán tội cho Hồ Duy Hải. Các vật chứng như tờ báo, ly nước, tô chén, các ghế, thớt, ổ khóa, labo, bồn rửa tay, với dấu vân tay hung thủ rải rác khắp nơi. Người thanh niên được nhận dạng, giả thiết là người được gọi là kỹ sư Trung, đã không hề được triệu tập. Sự ngây ngô, ngu dốt hay cố ý che đậy hung thủ đều dẫn đến yêu cầu phải khởi tố vụ án với tên gọi
cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án ở bưu điện Cầu Voi. Dấu vân tay của hung thủ bắt buộc phải có ở hiện trường, khó thế nào có thể biến mất được. Đây là điều mà nhà báo Bạch Hoàn cảm thấy thắc mắc với các bài bình luận của mình như sau. Vụ án Hồ Duy Hải có một điểm mà tôi thấy cả tòa án lẫn cơ quan điều tra đều giải thích quá ngớ ngẩn. Đó là lý giải về việc không có bất kỳ dấu tay nào của Hồ Duy Hải tại hiện trường vụ án. Tại tòa giám đốc thẩm, họ lý giải rằng không có dấu vân tay là do sau khi giết người, Hải đi rửa tay và dao. Thứ nhất, trong các hình thức thực nghiệm hiện trường, tức tái hiện hành vi giết người đúng như đã diễn tả, tôi thấy Hồ Duy Hải không đeo găng tay. Điều này loại bỏ việc không có dấu vân tay ở hiện trường khi hung thủ đã có thời gian sinh hoạt ở hiện trường. Đưa tiền cho nạn nhân đi mua trái cây, rồi cầm thớt, ghế để tấn công nạn nhân và giết người. Thứ hai, việc đi rửa dao, rửa tay chỉ làm sạch máu trên tay mình, sạch máu trên dao, chứ không liên quan gì đến dấu vân tay trên hiện trường. Đây là hình ảnh, bản ảnh hiện trường lộ ra các loạt đồ vật có khả năng lưu lại dấu vân tay của hung thủ mà không hề có dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Thế nhưng cơ quan điều tra chỉ quy tội cho Hồ Duy Hải. Lưu ý, rửa tay chỉ làm sạch tay, lau chùi hiện trường mới làm sạch hiện trường là mất dấu vân tay. Theo lý giải của cơ quan điều tra, Hải đi rửa tay và họ không có bất kỳ dữ liệu nào cho thấy Hải đi lau chùi, làm sạch hiện trường. Vì thế, giải thích Hải đi rửa tay cho việc không có dấu vân tay Hải ở hiện trường là giải thích hết sức ngớ ngẩn. Thứ ba, nếu hung thủ dọn dẹp hiện trường, lau chùi dấu vân tay, tại sao không có dấu vết lau chùi? Tại sao dấu vân tay khác của người khác vẫn còn lưu tại hiện trường? Điều này một lần nữa cho thấy hung thủ không lau chùi dấu vân tay, xóa dấu vết. Thứ tư, hình ảnh thực nghiệm tại hiện trường cho thấy Hải tay trần cầm ghế để tấn công nạn nhân thứ hai. Vậy tại sao không tìm thấy dấu vân tay của Hải ở đó? Chánh án Nguyễn Hòa Bình giải thích giúp tôi xem tại sao như vậy. Đừng nói rằng Hải đi rửa tay nữa nhé. Nghe không lọt. Rửa tay chẳng liên quan chỉ đến dấu vân tay đã để lại trên ghế. Nếu thực sự Hải đã cầm ghế giết người. Nhà báo Bạch Hoàn đã nhận định như vậy. Quay trở lại vụ án Hồ Duy Hải mà hung thủ còn bị che giấu. Hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án có thể hiện ở những dấu hiệu sau, với đầy đủ căn cứ được gia đình Hồ Duy Hải và luật sư Trần Hồng Phong cung cấp. Thứ nhất, rút và bớt kết quả giám định hoặc diễn giải sai lệch kết quả giám định gây bất lợi cho bị can Hồ Duy Hải. Thứ hai, đặc biệt nghiêm trọng, rút bỏ kết luận giám định về dấu vân tay và diễn giải sai lệch về kết quả giám định dấu vân tay, trong khi đây chính là tình tiết ngoại phạm của bị can Hồ Duy Hải. Thứ ba, tự ý sửa, thay đổi kết quả nhận dạng về chiếc xe gắn máy và người thanh niên của nhân chứng Đinh Vũ Thường gây bất lợi đặc biệt cho Hồ Duy Hải. Thứ tư, tự ý sửa lời khai của nhân chứng về kích thước con dao được xác định Hồ Duy Hải đã dùng để cắt cổ nạn nhân gây bất lợi cho Hồ Duy Hải. Thứ năm, rút khỏi hồ sơ những tình tiết liên quan đến Nguyễn Văn Nghị, một nhân chứng đặc biệt quan trọng có dấu hiệu liên quan đến cái chết của hai nạn nhân. Và tiếp theo là 7 nhóm hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án của cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An được liệt kê cụ thể trong đơn tố cáo. Đây là hình ảnh, bên phải là hình Hồ Duy Hải trong lần sinh nhật thứ 20 và bên trái là các tặng vật gửi ra từ nhà tù của Hồ Duy Hải tặng các luật sư Hòa, luật sư Phong, luật sư Đạt, luật sư Tạo. Thứ nhất là loại bỏ, rút kết quả, kết luận, điều tra các cáo trạng 6 trong số 9 kết quả giám định, xác nhận, đồng thời cắt bớt, diễn giả sai lệch về kết quả giám định về than cho thu được tại nhà Hồ Duy Hải. Toàn bộ các kết quả mà cơ quan điều tra trưng cầu giám định đều cho thấy không hề có bất kỳ sự liên quan nào đến Hồ Duy Hải. Chỉ riêng đối với than cho, cơ quan điều tra trưng cầu giám định để xác định trong than cho thu được có thành phần nguyên liệu làm ra thắt lưng, quần áo, sim cát hay không. Thì kết quả kết luận giám định ghi rõ là không đủ yếu tố kết luận các thành phần nguyên liệu làm ra dây thắt lưng, quần áo và sim cát. Điều này cho thấy chưa thể kết luận là Hồ Duy Hải đã đốt thắt lưng, quần áo, sim cát sau khi gây án để che giấu hành vi tội phạm như quan điểm của cơ quan điều tra. Thế nhưng, trong kết luận điều tra và cáo trạng, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã cắt bỏ phần kết luận giám định quan trọng nhất, đồng thời lại mô tả là phù hợp với lời khai của Hồ Duy Hải vì có thành phần vải và nhựa polyester. Việc diễn giải như vậy đã làm sai lệch kết luận của giám định, gây bất lợi cho bị can Hồ Duy Hải. Đặc biệt nghiêm trọng là loại bỏ kết luận giám định về dấu vân tay là chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải, diễn giải sai lệch về kết quả giám định vân tay tại phiên tòa xét xử.
Tại bản kết luận giám định số 158 KEPC21 vào ngày 11 tháng 4 năm 2008 với bút lục số 53, đã kết luận như sau. Các dấu vết vân tay thu được tại hiện trường vụ án không phát hiện trùng khớp với điểm chỉ 10 ngón in trên bản chỉ của Hồ Duy Hải. Đây chính là chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Khoa học tới nay đã khẳng định mỗi người có một dấu vân tay duy nhất, không trùng khớp với ai. Như vậy, việc dấu vân tay của hung thủ thu được tại hiện trường không trùng với số vân tay của Hồ Duy Hải cho thấy chắc chắn Hải không thể là hung thủ giết người. Đồng thời, chắc chắn phải có một người khác đã để lại dấu vân tay tại hiện trường. Như vậy, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã rút khỏi hồ sơ tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Điều đáng nói hơn, tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 28 tháng 11 năm 2018, khi luật sư chỉ ra rằng chứng dấu vân tay của hung thủ không phải là của Hồ Duy Hải, thì đại diện Viện Kiểm sát đã tranh luận theo kiểu ngụy biện, né tránh kết quả giám định vân tay, thậm chí còn bịa đặt nói rằng dấu vân tay không giám định được, thể hiện bản án sơ thẩm ở trang 6. Không phát hiện trùng khớp với điểm chỉ 10 ngón in trên chỉ bản của Hồ Duy Hải, thế nhưng tại phiên tòa sơ thẩm, kiểm sát viên nói rằng không giám định được dấu vân tay là đương nhiên. Đây là hình ảnh sơ đồ bên trong bưu điện cầu voi với hình chụp quầy giao dịch, nơi các nhân chứng anh Thường, anh Còi và anh Trí đứng và quan sát được phòng khách có ghế salon dài, nơi có nghi can thứ 5 ngồi chơi với cô Hồng. Thứ 3 là bỏ qua chứng cứ về việc chưa xác định được thời gian chết, đồng thời kết luận chủ quan về thời gian chết của hai nạn nhân như trong vụ án Hồ Duy Hải, việc xác định thời điểm chết của hai nạn nhân cũng chính là thời điểm hung thủ gây án là hết sức quan trọng. Qua các dấu hiệu về khám nghiệm tử thi, mẫu thức ăn trong dạ dày và lời khai của nhân chứng có trong hồ sơ vụ án, thiết nghĩ hoàn toàn có thể trưng cầu giám định về việc xác định thời gian chết của hai nạn nhân. Thế nhưng cơ quan điều tra đã không thực hiện việc này. Hai giấy chứng tử thể hiện không xác định được thời gian chết của hai nạn nhân. Đây cũng chính là thời gian hung thủ gây án. Nhưng cơ quan điều tra và Viện Kiểm soát cho rằng đó là lúc khoảng 20 giờ 30 phút. Tiếp theo, họ đã bịa đặt diễn giải sai lệch lời khai của nhân chứng duy nhất là Đinh Vũ Thường trong việc phát hiện thấy Hồ Duy Hải tại hiện trường vụ án. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của anh Đinh Vũ Thường, biên bản ghi lời khai vào ngày 31 tháng 3 năm 2008 BE249-250-251. Nội dung lời khai của anh Thường về người thanh niên mà mình nhìn thấy như sau: không nhìn rõ khuôn mặt của người thanh niên, không thể nhận dạng chính xác. Thế nhưng trong bản cáo trạng lại viết như sau: nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy bị can Hải ngồi trong bưu điện nơi xảy ra vụ án vào lúc 19 giờ 39 phút. Như vậy, rõ ràng là Viện Kiểm sát đã cố tình làm sai lệch, thậm chí là bịa đặt về lời khai của nhân chứng Đinh Vũ Thường. Và điều này gây bất lợi đặc biệt cho bị can Hồ Duy Hải. Tiếp theo, họ đã diễn giải sai lệch kết quả nhận dạng xe gắn máy của Hồ Duy Hải đã sử dụng, hàng loạt mâu thuẫn về biển số xe. Liên quan đến chiếc xe máy mà cơ quan điều tra cho rằng Hồ Duy Hải đã sử dụng khi đến bưu điện cầu voi, cơ quan điều tra cho nhân chứng Đinh Vũ Thường nhận dạng. Theo biên bản ghi nhận dạng, vào ngày 31 tháng 3 năm 2008, số BE253, anh Đinh Vũ Thường nhận dạng chiếc xe anh thấy tối hôm 13 tháng 1 năm 2008 tại bưu cục cầu voi là xe mang biển số 62H50842. Đây không phải là chiếc xe của bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì ruột của Hồ Duy Hải. Thế nhưng, trong kết luận điều tra, cơ quan điều tra đã hô biến biển số xe anh Thường nhận dạng thành xe biển số 62F50842 là xe của bà Nguyễn Thị Rưỡi. Lạ hơn, trong bản cáo trạng thì lúc là xe 62F50842, lúc lại là xe 62F60842. Như vậy, chỉ riêng về biển số chiếc xe gắn máy mà Hồ Duy Hải đã sử dụng vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 đã có nhiều mâu thuẫn. Và đáng nói hơn là kết luận của cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát tỉnh Long An đã mâu thuẫn không đúng với kết quả nhận dạng được ghi nhận tại các biên bản. Điều này rõ ràng đã gây bất lợi và trở thành chứng cứ kết tội tử hình cho Hồ Duy Hải. Tiếp theo, họ đã tự ý chỉnh sửa lời khai của nhân chứng về kích thước con dao có ở bưu điện cổ voi như sau. Theo cáo trạng, đã quy kết Hồ Duy Hải dùng dao, ghế, thớt đều có sẵn ở bưu điện cổ voi để đánh và cắt cổ nạn nhân. Thế nhưng quá trình khám nghiệm hiện trường không phát hiện hay thu giữ tang vật nào như vậy. Sau khi bắt Hồ Duy Hải, cơ quan điều tra đã cho người đi mua dao, thớt ở chợ và dùng làm chứng minh họa cho quan điểm luận tội của mình. Nói khác đi, vụ án này không có tang vật mang tính chất chứng cứ
theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự mà chỉ có vật minh họa. Đây là hình ảnh, bản ảnh tại hiện trường là cái thớt nằm sát đầu nạn nhân với hai bệt dính máu dài. Chắc chắn hung thủ đã để lại dấu tay trên cái thớt này. Tuy nhiên, cái thớt đã biến mất khỏi hiện trường và không có lý do. Riêng về con dao tại bưu điện Cầu Voi, tại lời khai của nhân chứng Lê Thị Thu Hiếu, biên bản ghi lời khai vào ngày 19 tháng 1 năm 2008, số BE197-198, đã mô tả kích thước con dao có chiều dài 35cm, phần lưỡi dao dài 20cm. Số liệu kích thước này không khớp với lời khai của các nhân chứng khác. Thay vì theo quy định phải tiến hành đối chất làm rõ, thì điều tra viên đã tự ý sửa kích thước con dao, cụ thể đã sửa chiều dài từ 35cm thành 30cm, phần lưỡi dao dài 25cm thành 20cm. Điều này rõ ràng là vi phạm về thủ tục tố tụng, gây bất lợi cho Hồ Duy Hải. Và điều thứ 7 là bất thường, rút khỏi hồ sơ vụ án tất cả các tài liệu tình tiết liên quan đến nhân chứng đặc biệt quan trọng mang tên Nguyễn Văn Nghị. Nguyễn Văn Nghị là người yêu của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng, thể hiện trong lời khai của anh Cao Hoàng Tuấn Anh. Trong đêm xảy ra vụ án, Nguyễn Văn Nghị có ghé vào bưu điện Cầu Voi và có lời khai nhìn thấy một thanh niên trong bưu điện tối ngày 13 tháng 1 năm 2008. Tiếp theo, Nguyễn Văn Nghị đã bỏ trốn trong đêm xảy ra vụ án, đêm hôm sau mới về nhà và bị bắt. Cơ quan điều tra đã từng tạm giữ và lấy lời khai của Nguyễn Văn Nghị. Thế nhưng thật bất thường khi Nguyễn Văn Nghị không được đưa vào danh sách nhân chứng. Toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan đến Nguyễn Văn Nghị đều bị rút khỏi hồ sơ vụ án. Vì sao không cho Nguyễn Văn Nghị nhận dạng Hồ Duy Hải cũng là một câu hỏi được đặt ra. Và vì sao không giám định vân tay của Nguyễn Văn Nghị? Và nay thì công an Long An bất ngờ nói người tên là Nguyễn Văn Nghị có tên là Nguyễn Hữu Nghị với tuổi khác là sinh năm 1984 thay vì 1979 và nơi cư trú cũng nhảy cóc từ Tiền Giang qua Long An. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2020 với bản tin Vụ Hồ Duy Hải, ai đã cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.